Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chiến tranh Mỹ Nga tận thế đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri trong bài thơ Say do ngài viết năm 1939. Hôm nay Kỳ Vân diễn giải và Ngọc Sương diễn ngâm đề tài thơ Say. Thơ Say, Say đời, theo thi sĩ Tản Đà thì kết quả là hư thân. Say xưa nghĩ cùng hư đời, hư thời hư dày, say thời cứ xanh. Đất say đất cùng lắng quay, trời say mặt cùng đỏ gai, ai cười. Say chẳng biết phen này là mấy, nhìn non xanh chẳng thấy lại là say. Quái say sao say mài thế này, say suốt cả đêm ngày như bất tình. Còn say đạo là thánh nhân sai, nội dung ẩn tàng cơ trời tận thế hội long hoa. Cơ tận thế khởi đầu bằng thế chiến ba bùng nổ từ vùng Đông Âu, đất nước Ukraine và Nga vào năm cọ thùm beo 2022, đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri năm 1939 trong bài thơ Say như sau. Say mùi tục lụy dần lao đao, say nổi kẻ ngu rất hỗn hào, say thâm đạo lành bán vàng vật, say đời chưa rõ chuyện vàng thao, say ngọc bồ đề đức hạnh cao, say dân ngu muội tưởng điên nào, say chừng nó biết ta tiên trường, say chén quỳnh tương chốn núi cao, say thời vẫn bì vẫn còn xa, say chuyện trần gian lắm cao xa, say lấy gậy thiền toán dẹp hết, say chờ thiên linh phán cho ta, say đạo quyền di nước tình dương, say câu Bồ Tát rưới cho thường, say mê tiên cảnh ôi thanh nhà, say diệt trần gian lắm hòa ương, say xưa chuyện cổ nhắc chừng đời, say nói với trần diệt tà tên,
sai biểu trì tâm đừng dội già, sai buồn lũ cho xua mùi giấy, sai của thần tiên rứt cuộc đời, sai câu diệu ly hỡi người ơi, sai như Lưu Khanh ai thèm chịu, sai thể Trần Đoàn mới thành thời, sai mãi sai hoài sai dần sai, sai cho bá tánh tập xong bài, sai như nhân quý thì mang hòa, sai của lão khùng ách nàng bay, sai cho tiêu hết giống con buông, sai của thánh nhân xuất lập tuồng, sai tạo một nền quý vạn vật, sai diệu trăm họ vượt mây cuồng, sai đạo và sai đời có khoảng cách khác biệt rất xa. Sai đạo giải thoát ràng buộc của cuộc đời, còn sai đời đắm chìm sâu trong biển khổ. Sai đạo diệt tham sân si, sai đời sanh thêm phiền não, sai đạo tránh gây thêm nghiệp quả, tránh gây thêm tội lỗi. Còn sai đời là sai mê vật chất, sai mê tiền của, sai làm bất cứ việc gì thâu lợi nhuận cao nhất. Một trong những việc làm của thế gian được lợi nhuận cao nhất là sản xuất vũ khí và buôn bán vũ khí, gây chiến tranh. Sản xuất vũ khí gọi là sản xuất hàng độc. Các cường quốc chế tạo vũ khí lúc nào cũng tìm thị trường bán vũ khí. Các cường quốc sản xuất vũ khí, đặc biệt là Mỹ và Nga, triệt để lợi dụng sự mâu thuẫn của các nước trên thế giới. Các cường quốc sản xuất vũ khí âm mưu tạo ra mâu thuẫn tranh chấp biên giới, tạo ra mâu thuẫn các sắc tộc, tạo ra mâu thuẫn tôn giáo và tạo chiến tranh, nuôi chiến tranh để bán vũ khí. Thế giới luôn bất ổn, đau khổ vì giống con buôn này. Bởi vậy, Đức Huỳnh Giáo Chủ sai xưa với lời nguyện như sau: sai cho tiêu hết giống con buôn, sai của thánh nhân xuất lập tuồng, sai tạo một nền quý vạn vật, sai diệu trăm họ vượt mấy cuốn. Cụm từ giống con buôn ám chỉ các cường quốc sản xuất vũ khí, buôn bán vũ khí. Hai siêu cường Mỹ và Nga tượng trưng cho con buôn bán vũ khí trong thời đại văn minh vật chất hiện nay. Gieo nhân nào gặt quả nấy, Mỹ Nga gieo nguyên thì phải gặt tử. Luật nhân quả được Đức Huỳnh Giáo Chủ viết trong Giác Mê Tâm Kệ: trong
bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cùng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Theo luật nhân quả thì cả hai siêu cường Mỹ Nga cuối cùng đấu chiến bằng vũ khí nguyên tử đưa đến tận thế. Kinh Tam Nhật Đàn của Cao Đài Giáo từ năm 1935 đã cảnh báo hai siêu cường Mỹ Nga tranh ngôi bá chủ hoàn cầu đánh nhau. Cơ tạo hóa thiên đình sắp đình, bầu càn khôn xoay chuyển lập đời. Thay bầu trời đất đổi dời, có cây tiêu sạch loài người còn chi. Cơ tận diệt quyền linh sắp đình, tạo cơ đồ chấn chỉnh hùng binh. Mỹ Nga chống chọi thinh thinh, đài cao pháp dội cương kình trên không. Ôi nhân loại ngục hình trần khổ, chịu pháp màu vô số ngựa nghiêng. Thôi hôi chật đất bốn miền, diệt bằng cơ khí của đời tạo ra. Kẻ hạ quân lánh xa đạo đức, tin tưởng rằng cơ khí là hơn. Rồi đây tiêu diệt chẳng còn, tạo thành cơ khí diệt người là ai. Kim Hồng Linh đầu thai nước Mỹ, Hồng Định Quang sử ký nước Nga. Hai tay đồ đệ của ta, thế loài nguyên tử diệt tà thế gian. Nhân nào quả nấy không sai, gieo nguyên thì ắt phải gặt tử là điều chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Từ nhiều thập niên, hai siêu cường Mỹ Nga lợi dụng thế siêu cường nguyên tử gây ra chiến tranh khắp nơi trên thế giới. Nay quả đã chín mùi thì phải rụng. Sẽ có hàng hà quả tiễn đầu đạn nguyên tử bay rộp trời. Khí độc phóng xạ hạt nhân giết người chết thật hải hùng, đúng như Kinh Cao Đài Giáo đã tiên tri. Mỹ Nga chống chọi thinh thinh, đài cao pháp dội cương kình trên không. Ôi nhân loại ngục hình trần khổ, chịu pháp màu vô số ngựa nghiêng. Thôi hôi chật đất bốn miền, diệt bằng cơ khí của đời tạo ra.
Bài pháp do Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80. Kế tập sách Hòa Đồng Tôn Giáo, trang 117-118. Thiền tịnh Bủ Sơn Sydney, Ấn Tống năm 2001. Đã cảnh báo cơ tận thế bằng bài vè lô tô dưới đây. Không lo âu im, tu tịnh cho rồi, nức nắp bể nồi, chè sôi trôi hết. Từ đây tới Tết, kè lết người bò, đói khổ xuôi cò chuyên trò ai nữa. Giờ mau tắm rửa đóng cửa từ bi, cầu nói dân di vì kỳ quá xa. Miền Nam quý gia cao cả biết bao, ba tánh đồng bào rủ nhau cho lẹ. Đừng nên ganh hẹ sao xe nguy nàng, ức triệu bạc vàng cùng trôi ra biển. Về nhà cầu nguyện Phật hiện cứu đời, sao đẹp tuyệt dời xa xa trông thấy. Ai xài bạc dây sao mất sạch trơn, bãi núi thất sơn nghe đờn lừng lấy. Trò đâu có thấy mây bạc chinh từng, đừng có vui mừng nữa lừng lửa cháy. Kêu trong đạo phái ráng hai tường trì, ráng sống mau đi đặng mình coi hát. Bình Dương ngào ngạt gánh hát đủ màu, đen trắng cùng nhau đủ đào đủ kép. Ráng về mà khép coi hát nghe hồn, ráng hải bốn chôn vẫn còn vững bãi. Coi đi trai gái gánh hát Bình Dương, cậu đã phô trương đủ tài đủ phép. Giờ này hãy khép mắt lại im tay là con số 2. Phân tích giải nghĩa câu sấm cốt lõi: nước nắp bể nồi, chè sôi trôi hết. Muốn giải câu sấm này, ta phải chia câu sấm này làm 4 cụm từ thiên cơ, gồm có: cụm từ thứ nhất là nứt nắp, cụm từ thứ hai là bể nồi, cụm từ thứ ba là chè sôi, cụm từ thứ tư là trôi hết. Cụm từ nứt nắp ám chỉ trận chiến Biển Đông bùng nổ dữ dội. Cụm từ bể nồi ám chỉ bể cái gì? Phải chăng là ám chỉ bể bệnh, tức là lãnh tụ giặc Tàu chết trong khi trận chiến nổ ra? Khi Mỹ và đồng minh đánh tan nước Tàu, thì lãnh tụ giặc Tàu là Tập Cận Bình chết, mà sấm nói mẹo bóng gió là bể nồi. Như vậy là sau khi sự cố bể nồi xảy ra, tức là Tập Cận Bình chết, thì chừng đó hai ông trùm Mỹ Nga mà sấm nói mẹo bóng gió bằng thuật ngữ là chè sôi. Cụm từ chè sôi là ám chỉ Mỹ Nga. Hai siêu cường Mỹ Nga tranh ngôi bá chủ hoàn cầu, đánh nhau bằng võ khí nguyên tử, đưa nhân loại đến đại họa tận thế. Nghĩa là không có kẻ nào thắng, mà là tất cả Nga Mỹ, tức là chè sôi, đều thua trôi hết. Cụm từ trôi hết là tận thế. Không có kẻ nào thắng, mà là tất cả Mỹ Nga đều thua. Khi nào thấy sự cố bể nồi, tức là Tập Cận Bình chết, thì bá gia biết luật là điềm báo cận kề tận thế. Câu sấm cốt lõi nói là nứt nắp bể nồi chè sôi trôi hết, hãy tu mau kẻo trễ. Thế chiến 3 khởi đầu bùng nổ ở Ukraine từ năm Hùm Beo Nhâm Dần 2022,
đã được Đức Huỳnh giáo chủ tiên tri trong quyển khuyên người đời tu niệm như sau: Người không nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo, rồi sao sẽ thấy hùm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Và trong quyển sám giảng ba, Đức Huỳnh giáo chủ tiên tri Thế Chiên Ba khởi từ năm Hổ Lan, cụm từ Hổ Lan là ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu, Ukraine và Nga. Hổ Lan ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang, đoạn đường nó bắt xé tan xác hồn. Chữ rằng họa phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao kho đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Thảm cảnh khói lửa khởi từ năm Hổ Lan Hùm Beo Nhâm Dần 2022 ở Đông Âu còn sẽ kéo dài dai dẳng, gây chết chóc tang thương, đưa hoàn cầu đến màn cuối cùng là tận thế. Vậy Thế Chiên Ba bùng nổ gây cảnh khói lửa kéo dài trong thời gian bao lâu thì tận thế? Chư vị Bồ Tát đều có viết sấm kinh để lại cho hậu thế. Đức Huỳnh giáo chủ khuyên Bá Gia cố công tìm hiểu trong thi văn giáo lý mà chư vị Bồ Tát từ xa xưa đã truyền lại. Trong bá tánh muôn nơi cao quý, phải truy tầm huyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chung ấy nhiều nơi trọng yếu. Bài pháp do Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết nhân dịp Kỳ Văn cư sĩ từ Úc về Việt Nam kết tập sách Thiền Tịnh Bửu Sơn, Hội cư sĩ Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002, có đoạn sấm báo động tận thế. Bây giờ ta mới nói ra, sắp đây mở hội long hoa bỡ người, lộc ai phước đức cao dư, đặng mà lập lại con người thượng quân. Nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ kêu sơn được rồi. Nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nồi rã hay. Nói rằng cuồng loạn hăng say,
Từ đây cháy hết được quay chỗ nào, bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu. Không may ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng sang. Câu sấm nói rằng nứt nắp bể nồi rã hai. Cụm từ bể nồi ám chỉ Tập Cận Bình, lãnh tụ giặc Tàu chết trong Thế chiến ba. Sau khi sự cố bể nồi, tức là Tập Cận Bình chết rồi, thì hai ông trùm Mỹ Nga tranh ngôi bá chủ, đánh bằng vũ khí nguyên tử, đưa đến tận thế. Bốn câu sấm quan trọng như sau: bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu. Không may ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng sang. Câu sấm cuối cùng: Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng san. Chữ san có nghĩa là san bằng, tiêu tan tận thế. Không có kẻ nào thắng mà là tất cả đều thua. Hai siêu cường Mỹ Nga dù giàu mạnh nhất thế giới cũng phải tiêu tan mất hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị lắng nghe đôi dòng thơ cảm tưởng của Kỳ Văn Cư Sĩ qua giọng diễn ngâm của Ngọc Sương. Văn minh nhưng lại vô minh, tạo ra nguyên tử sanh linh nguy nàng. Tới đây kết cuộc hạ màn, chiến tranh nguyên tử tiêu tan nhân loài. Nhân nào quả nấy không sai, xưa nay thiên luật thần ngoại định rồi. Tạo nguyên thì tự tới thôi, quả theo nhân khởi kéo lôi tự thần. Chúng sanh tham đắm ngu đần, tạo nhiều vũ khí tối tân bãi bừa. Tranh đua chiến thắng say xưa, giành quyền bá chủ cho vừa lòng tham. Mỹ Nga đâu chiến kỳ tam, hạt nhân bùng nổ đành cam chết chùm. Thế chiến ba khởi năm hùng, khắp vùng tử địa lùm bùm Đông Âu. Ukraine thảm sầu, đêm ngày bom đạn xà ngầu nát tan. Khổ dân chạy giặc lính nàng, thành đô lệ tan hoang đâu còn. Cuộc đời mỏng mảnh thon giòn, nay còn may mất héo hon u buồn. Mong sao thảm cảnh qua truông, lên đời thánh đức tròn vuông an bình. Cầu trên trời Phật nhũ tình, cứu nguy vạn vật sanh linh kỳ này.
Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, hộ cho con trẻ sum dày thượng quân. Nam mô A Di Đà Phật. Để kết thúc bài giảng giải thiên cơ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe lại lời Châu Ngọc trích trong bài Thơ Sai của Đức Thầy Quỳnh Giáo Chủ, nói về vai trò hai siêu cường Mỹ Nga trong cuộc tận thế. Sai cho tiêu hết dòng con buông, sai của thánh nhân xuất lập tồn, sai tạo một nền quỷ vạn vật, sai diệu trăm họ dược mấy chuông. Nam mô A Di Đà Phật.